khoảng 200.000 học sinh tại Hà Tĩnh được thông báo nghỉ học từ ngày hôm nay để đảm bảo an toàn trước mưa lũ. Đó là các học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở ở 350 trường thuộc 7 huyện và thành phố Hà Tĩnh. Tại các địa bàn còn lại, các phòng giáo dục đào tạo đã chỉ đạo các trường căn cứ tình hình thực tế để quyết định việc cho học sinh nghỉ học. Việc dạy và học sẽ tiếp tục khi nước rút, kế hoạch dạy bù sẽ được các trường bố trí hợp lý để đảm bảo chương trình.